Thưa quý vị khán giả, miền Bắc năm nay đã trải qua một mùa đông dị thường, lúc thì ấm quá mà lúc thì lạnh quá. Chỉ trong tuần này thôi thì chúng ta đã cảm nhận rất rõ điều này, nhất là trong ngày hôm nay. Còn miền Nam, mùa khô năm nay thì cũng nắng nóng và ít mưa, bất thường. Đây đều là những tác động do El Nino gây ra. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, hiện tượng El Nino dự báo sẽ còn duy trì đến hết tháng 4 năm nay. Như vậy là Việt Nam và nhiều khu vực khác trên thế giới sẽ phải tiếp tục hứng chịu những ảnh hưởng từ El Nino và xảy ra các hiện tượng thiên tai khắc nghiệt. Thông tin cụ thể ngay sau đây, biên tập viên Thời tiết Xuân Anh sẽ chuyển tới quý vị khán giả những thông tin chi tiết hơn. Xin mời chị Xuân Anh ạ. Vâng, anh Hoàng Dương. Thưa quý vị khán giả, khả năng năm 2024 sẽ xoán ngôi năm 2023 ở vị trí năm nóng nhất trong lịch sử do tác động của hiện tượng El Nino và cả biến đổi khí hậu. Thưa quý vị khán giả, dấu hiệu đầu tiên đó là vào tháng 1 năm nay đã trở thành tháng 1 nóng nhất trong lịch sử thế giới và có vẻ là tháng 2 thì cũng không hề kém cạnh. Và đây là nhận định của cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Mỹ. Nhiệt độ cao bất thường này cũng đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Mùa đông ấm áp khiến cho các khu trượt tuyết nổi tiếng tại Slovenia và Montenegro bị ảnh hưởng. Các ngọn núi hầu như không có tuyết và kể cả tuyết nhân tạo trên các đường trượt cũng tan chảy khi thời tiết quá nóng. Thật không may, cho đến tận thời điểm này, chúng tôi không thể tổ chức các hoạt động trượt tuyết trên núi Dumito do lượng tuyết không đủ. Còn tại Nhật Bản, Tokyo đang phải trải qua những ngày mùa đông ấm áp bất thường. Cơ quan khí tượng Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao gần 24 độ C vào thứ Ba ngày 20 tháng 2 vừa qua. Thời tiết ấm áp cũng đã là yếu tố khiến cho hoa anh đào nở sớm. Có điều hơi bất thường là mùa đông mà tôi vẫn phải cởi bớt áo khoác vì trời quá nóng. Tại Australia, dù không phải là cao điểm cháy rừng, nhưng mới đây cháy rừng đã xảy ra ở bang Victoria. Chính quyền đã đưa ra cảnh báo sơ tán vào ngày 23 tháng 2 đối với hàng chục thị trấn. Hơn 1.000 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của hơn 50 máy bay đã chiến đấu để ngăn chặn vụ cháy, nhưng những cơn gió mạnh đã khiến cho đám cháy lan nhanh hơn và khó khăn hơn trong công tác dập lửa. Không chỉ có Australia, Nhật Bản hay là khu vực Trung Âu, mà Việt Nam của chúng ta cũng đang chịu tác động của hiện tượng El Nino và rõ nhất là ở khu vực Nam Bộ. Nắng nóng gay gắt kéo dài, thiếu hụt mưa bất thường và xâm nhập mặn khiến cho cuộc sống của người dân Nam Bộ gặp nhiều khó khăn. Tính đến ngày hôm nay, 24 tháng 2, thì nắng nóng ở Nam Bộ đã diễn ra 15 ngày liên tiếp và tại một loạt các trạm quan trắc như là tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Nhà Bè, Vĩnh Long, Cao Lãnh và Thổ Chu đã phá vỡ mức nhiệt kỷ lục trong tháng 2. Đặc biệt là tại Biên Hòa đã lên tới 38 độ C, phá vỡ giá trị lịch sử cách đây gần 30 năm. Người dân đang rất mong chờ những cơn mưa trái mùa, thế nhưng mưa lại chẳng thấy đâu. Đặc biệt là trong tháng 1 và tháng 2 của năm nay thì đã xảy ra tình trạng thiếu hụt lượng mưa nghiêm trọng. Phần lớn các khu vực ở Nam Bộ thì đều không mưa và thậm chí là có những trạm còn thiếu hụt tới hơn 60mm. Chưa có đợt mưa trái mùa nào xuất hiện vào giai đoạn đầu mùa khô như thế này là điều hiếm gặp ở khu vực Nam Bộ. Như vậy là 3 tháng đầu năm nay thì chúng ta đã thấy tiết nắng nóng này, rồi thiếu mưa như vậy. Vậy không biết là 3 tháng tới thì người dân tại Nam Bộ sẽ phải đối diện với dự báo thời tiết như thế nào thưa chị Xuân Anh? Vâng, theo dự báo thì 2 tháng tới sẽ là cao điểm của nắng nóng và hạn mặn ở khu vực Nam Bộ. Và chúng tôi cũng đã có những cuộc trao đổi với chuyên gia đến từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có những dự báo chi tiết hơn. Tháng 3 và tháng 4 là hai cái tháng cao điểm của cái nắng nóng ở khu vực Nam Bộ, với cái nhiệt độ tháng 3, tháng 4 ấy, và đầu tháng 5 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ, cộng thêm hiện tượng El Nino yếu vẫn còn tác động ấy. Thì trong cái xu hướng trong tháng 3, tháng 4 ở khu vực Nam Bộ, trọng tâm là khu vực miền Đông Nam Bộ, sẽ có nhiều ngày xảy ra cái nắng nóng và sau đó là có khả năng mở rộng cái vùng nắng nóng xuống khu vực miền Tây Nam Bộ, với cái nhiệt độ cao nhất khả năng lên tới 36 đến 38 độ, có nơi tới 39 độ. Và khả năng xảy ra cái hiện tượng nhiệt độ cao cực đoan như cái thời gian vừa qua là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trong cái thời gian tới ở khu vực Nam Bộ ít có khả năng xuất hiện cái mưa trái mùa và cái tình trạng nắng nóng nó sẽ tiếp tục gay gắt hơn. Vì vậy cái nguồn nước ở khu vực Nam Bộ sẽ có xuống nó thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 30%. Ngoài ra thì cái lưu lượng nước từ cái khu vực thượng nguồn về cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long ấy sẽ có thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 6 đến 12%. Với cái diễn biến mưa thiếu hụt, cái nắng nóng tăng cao và cái nguồn nước thượng nguồn về ít thì chúng tôi nhận định ở trong cái thời gian tới sẽ có từ 4 đến 5 cái đợt xâm nhập mặn ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. Cường độ của xâm nhập mặn năm nay sẽ gay gắt hơn so với năm 2023 nhưng mà sẽ không nghiêm trọng như năm 2016 và năm 2020.
Trước tình hình dự báo nguồn nước bị thiếu hụt và nắng nóng có thể sẽ gay gắt và mở rộng hơn như vậy, thì lo ngại nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Nam Bộ. Vì là các cánh rừng tràm thì đang vào mùa rụng lá, thảm thực bì và dây leo thì đều khô héo. Chưa kể là nước trong rừng và các kênh rạch thì cũng bốc hơi nhanh, chỉ còn lại lớp bùn than dễ bén lửa. Và nếu cháy thì không chỉ trên tán rừng mà lửa còn âm ỉ dưới mặt đất, rất khó để có thể dập tắt. Và đáng lo ngại nhất vào hiện nay đó là các diện tích rừng ở U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang hay là tại Tịnh Biên, Chi Tôn, Châu Phú của tỉnh An Giang đã lên tới mức cảnh báo cháy rừng là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, các cánh rừng ở Đồng Tháp hay là ở Cà Mau thì cũng có nguy cơ cháy lên tới mức cấp 4. Nắm rõ quy trình xử lý thực bì là điều rất quan trọng trong việc phòng chống cháy rừng giữa cao điểm mùa khô thế này. Còn về xâm nhập mặn thì dự báo là những ngày cuối tháng 2 này sẽ xảy ra một đợt mới và cao điểm là vào ngày mai khi mà dự báo danh mặn 4 gram trên lít, mức độ mặn mà không được lấy nước sinh hoạt hay là sản xuất thì sẽ vào sâu từ khoảng là 38 cho tới là 65 km ở mỗi sông. Cụ thể, trên sông Vàm Cỏ Đông thì mặn sẽ vào sâu tới trạm Bến Lức của tỉnh Long An. Đối với sông Vàm Cỏ Tây thì mặn sẽ vào sâu tới Phú Ngãi Trị của Long An. Trên sông Tiền thì phạm vi mặn sẽ vào sâu tới Hòa Định của tỉnh Tiền Giang. Đối với sông Hàm Luông thì mặn 4 gram trên lít có thể sẽ vào tới Mỹ Thạnh An của tỉnh Bến Tre. Đối với sông Cổ Chiên thì mặn sẽ vào sâu tới Đức Mỹ của tỉnh Trà Vinh. Và trên sông Hậu thì độ mặn 4 gram trên lít sẽ vào sâu tới trạm An Lạc Tây của tỉnh Sóc Trăng. Để chủ động ứng phó với hạn mặn hay là xâm nhập mặn thì ngay từ bây giờ bà con cần có những phương án sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Bà con nên kiểm tra, bảo trì, cải tạo lại đường ống, bể nước để chống thất thoát nước. Nên sử dụng vòi nước dạng phun tia nhỏ. Có thể điều chỉnh được lượng nước thay vì sử dụng loại vòi xả trực tiếp với khối lượng lớn. Việc rửa bát đĩa thực phẩm trong bồn rửa cũng sẽ tốn ít nước hơn rửa trực tiếp dưới vòi nước chảy. Tái sử dụng nguồn nước mưa và những việc thích hợp như là cọ rửa sân hay là tưới cây. Để có nước cho trồng trọt sản xuất, bà con nên chủ động tích trữ nước trong các hồ, ao, kênh rạch để sử dụng khi cần. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định tại những nơi thường xuyên bị xâm nhập mặn. Đó là những thông tin dự báo dài hạn, còn ngày mai thời tiết trên cả nước sẽ như thế nào thưa chị Xuân Anh? Đặc biệt là khu vực Nam Bộ thì ở khu vực nào sẽ là những khu vực nắng nóng nhất ạ? Vâng, nóng nhất trong ngày mai vẫn là khu vực Đông Nam Bộ đấy ạ, vì dự báo rằng là nắng nóng vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng. Thưa quý vị khán giả, ngày mai tại khu vực miền Đông Nam Bộ thì không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều nơi khác như là Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Long Khánh là ở mức nhiệt nắng nóng 35-36 độ C và Biên Hòa thì lên mức nắng nóng gay gắt là 37 độ C. Đối với miền Tây thì một số nơi cũng có nắng nóng 35 độ C như là tại Cao Lãnh, Châu Đốc hay là Cần Thơ. Trời sẽ nắng rát suốt từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Đối với khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên thì dự báo cũng sẽ tiếp nối chuỗi ngày nắng khô kéo dài. Ngày mai thì nắng lên gần chục tiếng trong ngày và nhiều nơi ở khu vực Tây Nguyên thì còn nóng rõ vào buổi trưa như là tại Gia Nghĩa thì còn ở mức nhiệt nắng nóng là 35 độ C. Trái lại, khu vực từ Hà Tĩnh trở ra đến Bắc Bộ thì trời sẽ còn tiếp tục có mưa rét trong đêm nay và sáng ngày mai. Từ trưa và chiều ngày mai thì mưa ngớt, thế nhưng trời vẫn sẽ khá nhiều mây và rét. Nhiệt độ nhiều nơi sẽ không vượt quá mức là 21 độ C. Chỉ ít nơi như là Sơn La hay là Điện Biên Phủ nằm ở phía Tây cho nên không chịu tác động của không khí lạnh thì nhiệt độ ngày mai vẫn cao 28 đến 30 độ C. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trong đêm nay và ngày mai. Tại thủ đô Hà Nội, dự báo đêm nay và sáng mai sẽ có lúc mưa nhỏ, trời rét cóng 13 độ C. Trưa và chiều mai, trời tạnh nhưng vẫn rét 18 độ C. Đà Nẵng đêm nay trời tạnh giáo và mát mẻ 23 độ C. Sáng đến chiều mai, nắng mây đan xen 29 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C. Sang ngày mai, tiếp tục nắng nóng 35 độ C.